cảnh các bạn ở Hương Quang chơi một lũ đây cả nhà đây. Các bạn thả thác tôi về. Thả đi, chơi đi. Chơi đi. Thả đi coi. Rồi. Ê, tôi về kia nữa, tôi về kia. Rồi bà ta coi. Thả được không? Mấy bạn chơi vui không cả nhà? Đấy. Nếu mà coi mấy cảnh này các bạn, anh chị rất nhớ nhà, nhớ quê. Chỗ này dòng nước chảy xiết. Rồi quay ba bạn một lúc luôn, ba bạn đứng hàng ngang lại coi. Được một lúc luôn. 1 2 3. Rồi 4 5 người luôn, chuẩn bị. Rồi chuẩn bị. Rồi trượt đi. Trượt đi, trượt đi, trượt đi. Ê ê ê. Đấy. Một cánh nữa. Cánh hả? Có cánh nữa. Ồ. Ngón tay gì đó, đưa ngón tay gì đó. Đưa ngón tay đi này, like này. Ồ, đúng rồi. Hỏi nào like đi, lên màn hình. Một like, một subscribe cho kênh Trần Bình đó nha. Xe, yeah. Ừ, xe đăng nữa. Đăng ký. Đúng rồi, giỏi quá. Rất là cao. Đây là ngôi chợ Hương Toàn. Đây cả nhà. Chợ Hương Toàn đây. Đây bà con ở dưới ghe. Đây có mẹ ở dưới ghe. Mùa lũ này mà ở dưới ghe luôn à mẹ. À. Ở đây có mấy chiếc ghe. Đây mùa lũ đây cả nhà. Đây là sông Bồ cả nhà nhá. Các bạn thấy ở đây có một số cái khu vực nước nó có xoáy chảy xiết này. Đó, bên trong ngôi chợ thì nó ngập khá sâu. Đó, đây là lý do tại sao bà con đưa các cái mặt hàng lên cái cầu và gần cầu, vị trí góc ngã tư, vị trí cao để bán quý con của chú anh chị. Đấy, ngập như thế này làm sao bán gì đó được, làm sao ngồi gì đó được. Đấy, mình tiếp tục cập nhật cuộc sống của bà con dọc với cái dòng Bồ này mọi người nhé. Dòng sông Bồ này thì gửi tới quý cô bác anh chị. Đây là cảnh chợ Hương Toàn của bán sau mùa lũ. Bà con đưa các cái gian hàng lên phía khu vực trên cao trên chợ để bán cả nhà. Các bạn thấy ở đây có đa dạng các cái mặt hàng cá đủ loại. Đây là khu vực cao, ở trong chợ nó còn nước nên bà con đưa lên đây bán. Đó, trên đây là cầu Hương Cần đây cả nhà. Đây, khu vực cầu Hương Cần. Rất là nhiều mặt hàng ở trên này, có vị trí cao để bà con đặt để xe. Cao để bà con để xe này. Đây không cần cạnh với lại cầu Hương Cần có bán lòng nuôi cá của bà con. Đấy. Bà con cột buộc các lòng này vào các cái cây này, các cái trụ điện này, nhiều vị trí khác nhau. Hôm nay thời tiết nó ấm lên, có ánh nắng nữa các bác anh chị. Như vậy thì nó nước sẽ rút nhanh hơn. Nghe lâu thông tin tới đây có cơn bão số 6 đang vào Biển Đông. Thì tình hình sợ mưa tiếp theo nữa nên bà con cũng lo là tiếp tục xả lũ để điều tiết nước. Tình hình lũ nó cũng rút khá là chậm. Đây là cuộc sống của bà con bên sông Bồ đây cả nhà. Ngôi nhà thấp thì men men sông thế này đó. Bà con chủ yếu là nuôi cá rồi làm đồng. Mùa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, làng quê Thừa Thiên Huế. Các ngôi nhà thì mình thấy
bà con cũng làm cái ngôi nhà như thế này cũng khá kiên cố rồi đấy. Đấy, nhưng mà vấn đề lũ thì nó nước dâng cao, thì bà con nào có nhà 2 tầng như thế này thì ổn hơn này. Đó. Nhà nào 1 tầng thì khó khăn hơn. Cạnh bà con buôn bán sau ngày lũ thì có rất là nhiều mặt hàng rau rán củ quả thì có hết cả các bạn nhé. Tất cả các mặt hàng dường như là bán trở lại. Đây là các cái gian hàng ở trong chợ này. Gian hàng ở trong chợ này. Dạ, cho em quay ké đây chút xíu về cái cảnh ở trong này quá như thế nào. Quả đẹp luôn. Rồi vừa mang cái ngọt hả? Dạ. Ở trên đi nội mấy con biết cái gì những dạ. Ai mà tệ cái dạ. Thầu leo. Đó, tôi báo cáo cái thầu leo cũng cái thầu leo là cầu dai cầu ngang. Cái dai. Cái này ăn cháy với các ông bà ha, 4 cây á. Mua bánh kè về chống lũ hả? Không, mày cố nó không ăn đồ ngọt mà bà thâu leo với cây tinh tặng, cây trung tròn này cho em hãy rồi à. Ủa, ôm mới dọn hàng lại chứ sao thấy hàng nó không ướt này? Không, rồi bỏ mình chết luôn em. À, là bỏ hàng mua. À, đưa lên trên cao đó hả? Ôm mới dọn hàng lại mọi người này. Mấy chục chứ. Nước ở đây thì chắc phải dâng lên tới bụng này chứ. Còn khu vực này chắc lên như bụng không? À, dạ. Đi đi mày nha. Đây ô bán hàng nơi chợ Hưng Cần cả nhà nhé. Rồi cảm ơn ô nhá, cảm ơn mọi người nhá. Con đi đã. Bên này các cái gian hàng bán thịt heo, thịt vịt. Bà con cô bác anh chị em xem cảnh chợ Hưng Cần vào mùa lũ. Bên đây là hết chợ đây cả nhà đó, qua cầu đây là hết chợ. Rồi. Đây là cảnh nước ở Hưng Toàn. Wow. Nước ơi là nước đây. Cảnh chèo ghe. Dạ. Ở đây mình chấp đông phải không anh? Dạ. Chấp đông phải không? Mình chấp đông hả? Dạ. À, dạ. Đây có mấy em chèo ghe đi qua sông nè. Đây một con sông nhỏ. Ư già. Có mấy bạn nhỏ đang khám phá nước mùa lũ. Nước quá trời luôn. Bên này là giáp đông Hưng Toàn này nè, có cổng chào. Đấy. Rồi, mình cảm ơn mọi người, mình tiếp tục cập nhật ở các vị trí khác ở xã Hưng Toàn nha. Người đang có le chạy. Bà con buôn bán ở đây đoạn chấp đông này nè. Đây cá mùa lũ này. Cá mùa lũ là loại cá gì đây ó? Chị? Cá rô hả? Dạ. Cá rô này mình kéo ở dưới chỗ nước lũ lên đây hả? Bùa lưới hả? Dạ. Cá rô lên chiên xù ăn hả? Chiên xù trong nước mắm. Trong nước mắm ăn ngon. Dạ. Dạ em đi. Em đi em xách không được. Có mấy cống này nó tràn quá. Đây nước ngập vô nhà dân cả mọi người. Vô tới nhà luôn. Đường ở nước chảy như sông. Bà con đấy. Ngày qua đi không được. Ngày qua lồi đâu có được. Đây là một đoạn của Giáp Tây rồi cả nhé. Một đoạn của Giáp Tây các bạn thấy đây là một cái trục đường chính. Ở đây là các bạn nhỏ đang tắm ở chỗ khu vực nước sâu. Rồi đi vào trong này không? Bạn mua đi. Đi. Đây nước còn khá sâu cả nhà nhé. Đoạn này nước đây còn
Còn sâu đây là thuộc cái dắp tây phải không con? Dạ. Ồ, trong này sâu không con? Dạ. Càng à? Càng à? Càng. À, chỗ này sâu thôi. Mọi người có xe đi hỏng máy đây. Khổ chưa? Mấy bạn tắm lâu chưa? Chưa, mới tắm. Mới tắm à? Coi tắm một lúc thôi mà lên về cả đâu cơ chứ. Đấy. Tắm một lúc thôi về cả đâu. Ôi giời, cái xe bồ gặp nước. Đây là một trong những cái tiệm như sữa gì các bạn, sữa điện tử, sữa gì đó. Gặp mọi người kê cao lên. Đây này, như thế này là được các bạn nhé. Mà nước nó cũng lên cao nữa, đây cũng có cái mấy cái chậu này luôn. Quá dữ luôn. Mấy bạn nó bơi ngừa được à, giỏi đấy à. Có biết bơi không? À, bơi thử đoạn của chú anh ơi. À, chú. Bơi đi, bơi thử đoạn coi. Bà mô bơi đi, bơi thử đoạn coi. Này. Ê, bạn đây bơi sải này. Bạn này bơi chi? Bơi đi, bơi trước đi chú quay cho. Bơi đi. Úi chà. À, mới tập hả? Ừ, tập đi, tập mới biết bơi nghe chứ. Nước sâu đi là phải, đó bơi sải nó giỏi nè, bạn nó bơi giỏi nè. Rồi, ngồi đi. Vui lắm mọi người, mấy em học sinh tiểu học. Mấy em học trường mô đứa. Đấy. Con học trường mô. À, tiểu học số 2. Trong nó có một cây lá dong á cả nhà, cái lá dong nó là để gói bánh trét bánh tày đó mùa Tết. Bây giờ nó ngập của bà con rồi, rất là tội. Chứ không biết có dùng lại được nữa không. Đây trong nhà này ngập sâu. Chị được rồi, ngập ngang môi chị. À, ngang đầu gối trong nhà luôn hả? À, bữa trước nhà mình không có gác mà làm sao? Rồi, sống chung với lũ quen. Dạ, ở đây mình thì thích nghi được rồi. Dạ, rồi cảm ơn chị. Em thấy đồ của chị cao như vậy rồi mà nước còn lên khỏi cái... Là chắc là ngang cái chỗ cửa sổ này hả? Cửa sổ, dạ. Mình sẽ tội với các bạn này. Ở khu vực này, đoạn này cũng là thuộc chấp Tây hướng toàn cả nhà nhá. Nhưng mà hướng này, hướng đi Liều Hạ này. Cổ Lão này. Đi lại như là một cái vườn ổi. Chào ơi, cái mai này ngập nước cũng như này. Cái mai này phải rút sớm để nước lâu quá là nó cũng nguy hiểm này. Ngập nước lâu quá có trái, có hột. Mai Huế đó. Mai Huế có giá trị lắm cả nhà. Ồ, nhà này trồng nhiều mai luôn. Đi trước đi con. Đi bơi trước đi thì. Chào mọi người nhé. Hôm nay mình quay trở lại với lại Hương Toàn Hương Trà của Thiên Huế. Đây là dắp Tây, một ngôi làng cũng thường hay bị ngập lụt. Các quý anh chị đang đi ở đây các bạn thấy là sâu bình này. Đó, sau bình nước là nước luôn. Còn ở đây là một ngôi nhà, ngôi vườn. Các bạn thấy chuối và lùng. Cái chuối và lùng ấy nó cũng trái rất là đẹp luôn. Cây này cũng có nhiều buông, nhiều nại rất đẹp. Nhưng mà hiện tại bây giờ bị ngâm nước như vậy cũng khá là nguy hiểm luôn. Không biết là có ổn hay không. Đi qua đây là cầu, này là cầu Liễu Cốc Hạ rồi cả nhà. Ồ, các bạn thấy nước ở đây còn chảy xiết chưa? Chảy dễ sợ chưa? Đây cái quán tạp hóa của bà con. Quán tạp hóa. Bán bún chị Hằng. Bún giò bò chả. Đấy. Đây là một đường đi ra ủy ban xã được quý vị này. Đây có một chiếc cống đi qua. À, bên kia cũng ngập. Bên kia ngập luôn mọi người nha. Tất cả đều ngập hết. Qua chiếc cầu này là làng Liều Hạ. Đấy. Làng Liều Hạ chúng ta lội vào một chút xíu chúng ta xem ở đây tình hình ngập lụt thế nào. Đấy, làng Liều Hạ, Liễu Cốc Hạ xong chúng ta lên trên kia là Cổ Lão với lại là làng Dương Sơn cả nhà nhá. Dương Sơn cũng là một ngôi làng thấp trũng. Ở đây ngập sâu rồi mọi người này. Cái này mình nhìn xuống mình tưởng đâu là nó bình thường, nhưng mà thật sự ra lượng nước ở đây cũng khá là nhiều. Đấy, những ngôi nhà thế này thì an toàn. Đấy, ngôi nhà thế này thì an toàn, nhưng ngôi nhà dưới này này nguy hiểm. Sâu. Ở đây rất là nhiều các em học sinh cả nhà nhé. Các em học sinh mùa lũ này là không đi học. Đặc biệt là ở xã Hương Toàn này nữa là ở nhà cũng khá là lâu. Nhà khá lâu. Khi mà nước nó rút hết rồi dọn dẹp để xin đồ xong rồi bắt đầu mới là quay trở lại trường. Nhận thấy cái cảnh tượng ở vùng quê mùa lũ nó như thế này hết sức là xót xa luôn. Nào là cây cối vườn tược trồng biết bấy lâu nay
cũng 2-3 năm rồi. Khi mà trồng xong nó lớn lên là chuẩn bị thu hoạch là bắt đầu nước lũ về, một phần ngâm trong nước đấy, một phần gió bão Nauru được rồi đấy để tàn phá hết, cho nên bà con miền Trung khổ là cũng khổ đủ thứ, khổ trăm bề. Mình cũng lội một đoạn ở làng Liễu Cốc Hạ này mọi người nhé. Thật sự ra mình muốn đi rất là nhiều luôn, rất là nhiều nơi để xem cuộc sống của bà con nó như thế nào. Nhưng mà không phải là muốn đi là được, thật sự ra lội bộ đi nó cũng khó lắm, đi nó lâu chứ phải là. Đây là cây cà pháo rồi nha này. Cái pháo này chín ăn cũng được ạ. Này chín ăn được nhưng mà chưa chín, còn non. Ở trong này chị bé đang dọn lũ. Ở trong này có một cái môi vườn cây rất đẹp. Cây hoa giấy rất đẹp. Vừa rồi nước lũ vào ngập nhà không chị? Ngập sâu không? Sâu hả? À. Rưới nhà mình không có gác thì làm thế nào? Bắt ghế để ngồi chờ như vậy hả? Ôi à, bây lỡ nước nó lên nữa mới làm sao? Lỡ nước nó lên cao nữa mới làm sao? Cái điều khác vậy? Có con nhỏ rồi nữa, còn vất vả chứ. Ở đây có mấy cây bông giấy đẹp ấy. Bông giấy cạnh. À, họ gửi hả? À, dạ. À, ở đây có một cái vườn cây, gốc cây rồi. Biết ngầm lông nước này có bị ảnh hưởng gì không? Ngâm trong nước này không biết có vấn đề gì không này. Mấy gốc cây đẹp chưa, cây khế này, cây vú sữa này. Mình nhận ra mấy gốc cây dễ nhìn. Cảnh rắc rưỡi hoang tàn trong cơn lũ. Mọi người xem thấy thương bà con, thương trăm bề. Đó, các bạn thấy cái cảnh này thì làm sao mà ai mà chịu cho nổi. Nó trôi vào trong nhà như này đó, nước nó thông thẳng vào trong nhà này luôn. Mình xin phép cái gia đình này, mình vô trong này mình quay cái vườn này. Mẹ cha mẹ, nước lũ ngập có sâu không mẹ? Nước lũ lên có sâu không? Lên cao không? Căng bụng luôn à? Ồ dữ à. Bây giờ con về sợ đi đi. Nhà nước chạy về đỡ đấy, nhưng mà thấy cùng trong cái vườn ngâm nước lâu thì có bị ảnh hưởng gì không? Cây chuối này á, mất sức vậy. Con thấy chuối này là chuẩn bị thu hoạch cả rồi đây này. Dạ. Dạ. Bảo là chặt lá là nó mất sức rồi, mà lũ nữa ngâm nước nữa là ri rồi đây hãy. Con thấy cái vườn chuối của bà thấy đẹp đó chứ. Con còn lạ mà dạ. Giờ hết lá rồi. Nhưng mà thấy chuối đẹp mọi người này, buồn nào buồn nấy cũng phải trên 10 nải này. Có trên 10 nải không bà? Dạ mẹ, dạ trên 10 nải đẹp chưa? Ri mà ngâm nước là ngâm lâu quá là cũng nguy hiểm đó chứ. Dạ. Dạ, 4 ngày rồi. Ờ, anh chỗ Hương Toan mình đây là ngập sớm mà ngập trước à? Dạ. Dạ. Vùng này thấp này. Dạ, con cảm ơn mẹ nhá, cảm ơn ba nhá. Con đi đấy. Dạ. Cảnh mình mong là sông là nước. Tới đây lội tới đây nó sâu hơn cả nhà này. Có sâu hơn thôi chứ cũng dễ đi. Dễ đi hơn là cái đoạn ngoài kia, đoạn kia này mình mới bắt đầu lội vào. Đây nè, đây cũng là một cái đường kiệt xóm này. Đó, cái nước cỡ như thế này đây. Đây đi thông ra lại, giáp lại cái đường như này mới đi vào cả nhà. Đó, nhưng mà nước nó vẫn chảy rất là xiết. Nhìn đầu kia mình cũng thấy có người lội đâu mọi người đây. Đầu kia có người lội, đây mấy cái chậu cây này nó ngập hết rồi. Vườn tược. Đây có cây câu mọi người này. Câu cái sáng giờ mình đi em mới thấy cây câu đây. Câu của bà con là đến mùa thu hoạch nữa rồi. Mình thấy trái cũng to rồi đấy, nở rồi. Mùa lũ này không biết ngâm nước có bị sao không.
Đấy, cái cửa đó, rác đó, nó trắng. Ôi trời ơi, ở đây. Ôi trời, ở đây này. Quý cô bác anh chị xem ở đây, rác nó đầy về đây một mớ. Toàn là chuối, cây chuối. Rồi nó mắc nữa cái dải tre này. Đó, nó vướng vào bụi tre này luôn. Vướng vào các bụi tre này. Mình chỉ có chiếc giường ngoài bị trôi luôn. Ở đây mà chắc là ngày hôm qua thì không lội được. Đấy, mình hôm nay mình đi cũng rất là may mắn cả nhà nhé. Mình lựa một ngày đi nha, còn ngày hôm qua mình về đây là mình lội không được. Ở đây chắc chắn một điều là như vậy luôn. Nước rất là sâu. Đau chân mà cũng chịu khó lội nữa. Chú bị còn một chân thôi mọi người. Chú là thương binh hay là... chú thương binh hàng mấy chú? 2/4. Dạ, chú hồi tham gia chiến trường nào? Campuchia. Là chú về hồi nó bị năm bao nhiêu? 2 mấy? 1978. À dạ. Dạ, chú tội vậy này. Bị thương binh phải mưu sinh mùa dịch. Mùa lũ. Thương binh mưu sinh mùa lũ đây quý vị. Có hai cây đu đủ màu vàng đẹp chứ cả nhà thầy. Đó, mình thấy ở trong nhà nó có hai cây đu đủ đẹp. Màu vàng. Mình lội lũ thế này để cập nhật cái tình hình mùa mưa lũ tại Huế. Và nước nó ngập tại Hương Toàn, tại miền Trung. Không khuyến khích các bạn, các em đi như thế này. Đi thế này thì nó cũng mỏi chân, cũng nguy hiểm lắm cả nhà. Còn nhiều khi đạp cái này, đạp cái kia. Mặc dù đi thì mình cũng chọn lọc những nơi để đi, những con đường nào nước nó vừa lội được. Chứ còn thật sự ra cũng không có liều quý cô chú anh chị. Còn nếu mà nó ngập sâu quá thì từ từ rồi hẳn đi, ngày mai lại một ngày lại đi cũng được, không sao. Rồi đến đây thì mình cũng cập nhật cái tình hình thời tiết, cập nhật cái tình hình lũ lụt tại miền Trung, tại Huế, tại Hương Toàn, tại Giáp Tây, rồi các cái vùng khác. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành. Đấy, các bạn xem đây thì như thế nào đây. Đây, mình cũng không tưởng tượng ra nổi luôn. Các bạn thấy một lần nữa mình quay cái cảnh tượng mênh mông biển nước tại Hương Toàn cả nhà nhé. Mình đang lội ở dưới đây. Ở sâu còn là nước. Phải ở sâu này bao quanh trước mặt bên phải bên trái còn là nước mà. Đây còn là một con một lượt.